Giang Tiểu Thiên trọng sinh trở lại 18 tuổi thời điểm. Một hệ thống được tạo ra cùng một lúc. Lại hệ thống, vị tăng cường thêm vào thẻ. Giang Tiểu Thiên bắt đầu thu mua trứng gà, sau đó giá cao bán đi. Lại hệ thống, sinh trưởng gấp đôi thẻ gia trì. Giang Tiểu Thiên bắt đầu nuôi gà, lấy cao cấp nguyên liệu nấu ăn giá cả bán đi. Sau đó bắt đầu nuôi lợn, nuôi dê. Cho đến cuối cùng, Giang Tiểu Thiên bắt đầu nuôi bò. Một con bò bình thường thu lại, qua vài ngày cả con bò liền biến thành thịt bò bông tuyết. Lúc này, các nhà hàng cao cấp trên toàn thế giới đều mất bình tĩnh. Chương 1 Ta trùng sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Mua cùng bán Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Gấp bồi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4. Thí đồ ăn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5. Kinh ngạc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6. Nói chuyện phím. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Nhập hàng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Dùng tiền Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Bắt đầu dưỡng gà bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Sản lượng gấp bội thể nghiệm tạp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.